Yêu Hoa Lan, hôm nay mình và Mai Quy xin giới thiệu tiếp tục các bạn một cây thi nga, cũng là một dòng lạ và quý hiếm. Bông nó màu đen nâu ha các bạn ha. Đây là cây Midnight Led. Thì cây này là cây mình sẽ có để tên ở ngoài đầu video và hình bông cho các bạn xem, và giá luôn, có hình liên lạc luôn. Thì đây là một cây lan cũng là dành cho các bạn yêu thích cái dòng lan mà tông màu màu đậm như là màu đen đó các bạn, rất là màu đặc biệt á. Thì cây này nó không phải là màu đen nha các bạn, nó là cây màu của nó là màu màu đỏ nâu ha các bạn, màu đỏ nâu. Thì có cái hình bông cho các bạn xem kỹ ha. Thì đây là cái cây lan mình cũng bán mấy năm nay rồi, thì nó cũng đang phát triển ngọn rất là tốt, một có cọng già và một phát triển thân non. Thì thân non này nó sẽ đứng ngọn và năm nay có hy vọng có bông, tại vì nó cũng còn hơi nhỏ cây chứ cũng chưa có. Thường là khoảng cây thiên nga khoảng tầm 10 cm là thường là nó dễ có bông hơn. Còn cây này thì mình thấy thì nó vẫn phát triển chưa mạnh lắm, vẫn còn đang quá trình phát triển, ngọn vẫn còn lên cao, nên chúng ta coi tới cuối năm để chúng ta mới biết nó có bông hay không. Đây là cây lan cũng phát triển năm 2, năm 3 tại vườn rồi. Thiên nga là một cây lan dành cho những bạn yêu thích trong chơi lan. Nó có nhiều cây thiên nga màu nhiều khác nhau, như là cây màu đen, màu đỏ đô, màu đỏ nâu, màu vàng, màu trắng, màu cam và màu đỏ. Tóm lại là cũng khá nhiều màu. Thì bên công ty mình bán có lúc thì được bán cây con, và có lúc bán cây lớn, có lúc bán cây chung, tùy theo lượt hàng về. Thì những cây này là bán định hình được mấy năm nay rồi các bạn, được khách hàng ưa chuộng, và đặc biệt những khách như người phương Tây á, người châu Âu á, hay là những khách mà thuộc dạng thích những sự sang trọng á, thì họ mua cái dòng này rất là nhiều. Và màu đen, còn màu đen thì gần như mua hết, gần như có hàng là mua. Hồi xưa mình nhớ một cái cây dây thôi mà màu đen là 900.000 đó, thì mình nhớ là 900.000, nhưng mà bây giờ thì chúng ta có cơ hội để mua cái với cái giá rất là bình dân, rất là rẻ. Một cây thiên nga đen giờ thì còn có 350.000 đồng, cây của giống Đài Loan. Các bạn thấy là tạo cơ hội để chúng ta có thể chơi lan rất là dễ dàng các bạn ha. Thì hôm nay Mai Quy giới thiệu các bạn cây, đây là cây loại màu đỏ nâu, màu sang trọng, bông của nó có rìu rất là đẹp chứ không phải là bông cánh tròn, và nó có cái những cái đặc điểm hay của nó. Thì cây này đã được trồng ở Việt Nam 3 năm và cũng đã được ra hoa rồi, nên các bạn yên tâm để chơi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có những giò lan đẹp và chọn được mình những giống yêu lan yêu thích để vườn nhà chúng ta lúc nào cũng xinh tươi. Và chút nữa Quy sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp cây, đây là cây thiên nga mà giống của Thái Lan, rất là rẻ tiền ha. Thiên nga đen mà giống Thái, thiên nga đen nó có 3 giống. Thì chút mình sẽ làm một cái video để mong các bạn đón xem. Mai Quy cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.